Grand Blue có gì ngoài sự hài hước và lầy lội? Grand Blue là một bộ manga siêu hài và bẩn bội với những màn nhậu nhẹt lột đồ, chơi ẩn tù tì lột đồ, đi lặn lột đồ, đi ngủ cũng lột đồ nốt. Ấy vậy nhưng hài hước không phải là tất cả những gì mà Grand Blue mang lại. Bên cạnh những tiếng cười, chuyện còn đem lại nhiều bài học và ý nghĩa khác nữa. Grand Blue đem lại kho tàng kiến thức bộ môn lặn. Một, kiến thức là bộ truyện xoay quanh câu lạc bộ lặn của trường đại học Izu và quán Grand Blue. Đương nhiên chuyện sẽ cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về lặn như các loại quần áo, dụng cụ sử dụng khi đi lặn, hairstyle được dùng để ám hiệu dưới nước, hay là cách mặc đồ lặn, cách thở dưới nước khi lặn. Chuyện cung cấp kiến thức về các đồ dùng để lặn, chuyện giải thích các thuật ngữ về bộ môn lặn như buddy system và chuyện hướng dẫn cách để mặc đồ lặn đúng cách. Không chỉ có kiến thức lặn, đôi lúc chuyện còn đá qua những kiến thức khác như loại sô cô la có hình măng và nấm, các nét văn hóa của Nhật Bản như otori là tiệc nhậu ở Okinawa. Bên cạnh những kiến thức về lặn, Grand Blue còn cung cấp cả những kiến thức khác. Với những kiến thức được cung cấp, có thể chúng không giúp gì được cho người đọc hiện tại, nhưng biết thêm những sự thật hay ho và thú vị thì cũng tốt mà, đúng không? 2. Tình yêu với biển và đại dương. Rõ ràng rằng để có thể lặn, chúng ta sẽ phải xuống dưới nước. Theo chân nhân vật chính là Seita Haza Iori, một anh chàng không biết bơi và sợ xuống nước. Người đọc sẽ cảm nhận được cậu chàng Iori dần dần thích lặn và yêu sự kỳ vĩ và rộng lớn của đại dương. Ban đầu Iori không biết bơi và sợ xuống nước, nhưng cậu đã dần dần yêu lặn và muốn khám phá đại dương. Một cách vô thức, thông qua Iori, chính người đọc cũng sẽ cảm thán về khung cảnh ở dưới nước mà tác giả Inao Kenji thì đã rất khéo léo đưa vào trong bộ truyện. Đọc Grand Blue, bạn cũng sẽ dần trở nên yêu biển cả và đại dương. Không chỉ vậy, chuyện đưa ra một thông điệp là chúng ta cần phải bảo vệ môi trường sống của những sinh vật biển để sự đẹp đẽ, trong lành đó mãi mãi tồn tại. 3. Tình bạn. Mặc dù có một cách khởi đầu trong môi trường đại học hơi sai trái mà người lôi kéo, dụ dỗ Iori vào những trò thô bỉ không ai khác là hai đàn anh của câu lạc bộ lặn Shinrito Jita và Ryuji Okotobuki, song người đọc vẫn có thể cảm nhận được sự thân thiết giữa hai người anh và Iori. Những lúc học bơi hoặc lặn, Tokita và Kotobuki thoát ra khỏi dáng vẻ thô thiển, cợt nhả thường ngày và trở nên đáng tin cậy hơn. Khi những đàn em cùng câu lạc bộ là Iori và Koei bị bắt nạt bởi câu lạc bộ tennis, hoặc khi Chisa và Arusha bị quấy rối bởi những người con trai khác, Tokita và Kotobuki đã không ngần ngại sát phạt ra trò khiến những người bắt nạt sợ mất mật. Không chỉ có hai người anh, Iori còn kết bạn và rủ Koei vào câu lạc bộ lặn một cách vô cùng friendly, không có chút gì là ép buộc và lừa dối hết. Cậu thường xuyên chỉ chóe với Chisa, nhưng mặt khác, Chisa lại hơn ai hết chính là người giúp cậu có niềm yêu thích đối với bộ môn lặn. Hầu hết các bộ manga đều nêu bật tình bạn, tình yêu hoặc tình đồng chí, nhưng những bộ manga thông thường đều thể hiện mối quan hệ một cách thân thiết và nhẹ nhàng. Trong khi đó, những chuyện hài bựa như Grand Blue lại thể hiện tình bạn một cách rất mạnh mẽ, yêu nhau lắm cắn nhau đau khiến cho người đọc không thể không cười. Theo mình, Grand Blue xứng đáng là một bộ manga mang tính giải trí cao. Những thông điệp, kiến thức và bài học, tình bạn cũng được thể hiện rất mượt mà, không hề có cảm giác cô cứng hay lạc ra khỏi những cảnh dây hài. Đây chính là điểm mạnh tạo nên sức hút cho Grand Blue.